Thêm một nghĩa cử đẹp nữa khi một chiếc máy ATM gạo được xây dựng tại địa chỉ số 2/2 đường Thạnh Lộc 29, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn một cách an toàn trong mùa dịch, đặc biệt là ở nơi đang bị phong tỏa, giúp họ vượt qua cơ cực do dịch bệnh. Cũng khó lắm, cũng chạy taxi, dịch rồi cách ly, rồi là không có tiền, rồi không có tiền điện gì nọ. Cũng bữa cơm, cũng là một ký, cũng là mình cũng no trong tình. ATM gạo này được vận hành bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 từ 18 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 18 giờ hàng ngày, đến khi hết giãn cách xã hội. Mỗi lần người dân sẽ nhận được 2 ký gạo. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ quận 12 cùng chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Chương trình ATM gạo này là xuất phát từ cái mục đích đó là hỗ trợ cho người dân trên địa bàn quận 12 cũng như là phường Thạnh Lộc vượt qua cái dịch bệnh của Covid-19 này. Phường Thạnh Lộc là phường đang được phong tỏa. Trên địa bàn phường thì hiện tại có khá là đông người dân và đặc biệt là người lao động và những người có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì để đồng hành và hỗ trợ cho người dân, chúng tôi tổ chức chương trình ATM gạo để hỗ trợ cho người dân có những cái phần thực phẩm, nhu yếu phẩm để vượt qua cái khoảng thời gian cách ly khó khăn này. Cầm trên tay 2 ký gạo vừa nhận được, nhiều người dân vui mừng. Sự xuất hiện của những cây ATM gạo như chiếc máy tiếp thêm sinh lực, động lực để những người dân nghèo, người có nhỡ vượt qua cơn bão dịch. Khi đến nhận gạo, người dân phải xuất trình được phiếu do chính quyền phường Thạnh Lộc phát trước đó và di chuyển theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên, đảm bảo giữ khoảng cách 2 mét khi xếp hàng chờ. Đợt này là trưởng đưa phát gạo, lãnh được gạo mừng quá. Hiện tại là chúng tôi đang thực hiện phương pháp là phát phiếu cho người dân đến đây để nhận gạo và có thông tin thời gian để người dân đến để tránh được ùn ứ. Ngoài ra thì đến đây thì chúng tôi có các bộ phận để hướng dẫn người dân đúng giãn cách 2 mét. Và bên cạnh đó thì cũng có tuyên truyền cho người dân thông qua hệ thống loa phát thanh về việc là các biện pháp đảm bảo an toàn như là đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nghĩa cử này mong sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của toàn xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân trong mùa dịch.